Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức đã khai mạc vào sáng nay tại bến Bạch Đằng, quận Nhất, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến định vị thành phố Hồ Chí Minh gắn thương hiệu một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Lễ khai mạc lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất diễn ra tại di tích cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Đây là một trong những biểu tượng của đô thị sông nước và cũng là một trong những nhân chứng của quá trình hình thành và phát triển Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh trong hàng trăm năm qua. Sau lễ khai mạc mở đầu cho sự kiện du lịch sông nước lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Hồ Chí Minh, một loạt hoạt động sôi nổi, sống động diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 tại cảng Sài Gòn, công viên Bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Bến Bình Đông và các khu du lịch điểm đến trên địa bàn thành phố. Nhiều hoạt động hấp dẫn tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản, đặc sản với không gian trên bến dưới thuyền, mô hình chợ nổi. Người dân và du khách cũng có thể hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động thể thao dưới nước, trải nghiệm du lịch đường thủy và không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật đài thực cảnh trên sông Sài Gòn.